Xin kính chào các quý vị. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video này, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một cái bệ tinh thể thạch anh đá nguyên bản tự nhiên. Ở phần này nó là phần thạch anh nhập vàng này, trên này nó là thạch anh trắng rất chi là đẹp. Quay chi tiết cho quý vị cùng xem. Các tinh thể mọc tương đối là ok. Bên này nó có chiều cao của đá này là 33 cm và bề ngang này là 33, cũng là 33 cm luôn. Khối lượng đá của viên này nặng là 14,5 kg. Tất cả các chi tiết ở đây nó đều là nguyên bản nguyên zin tự nhiên hết, hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Nên nó có màu vàng rất chi là đẹp luôn này. Ở ngoài nó sẽ đẹp hơn nhiều so với quay camera quý vị nha. Ngoài nhìn sẽ thấy rõ độ bóng đẹp của đá. Quý vị có thể cái bệ này để trưng bày ở phòng khách hoặc là thả vào các cái bể cá làm hòn nón bộ ở trong các bể cá rất chi là đẹp. Và hiện cái mẫu thạch anh này thì tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 2.500.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ ship hàng đến tận nhà cho quý vị. Khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên thì khi đó quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Cam kết sản phẩm là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Nếu quý vị nào phát hiện không phải, tôi xin đền gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị nào nếu muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi theo số điện thoại 0354 099 099. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Hàng ngày kênh Đá Phong Thủy luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên, phục vụ đến các quý vị khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.